Rồi nhà vườn thông minh thì mình ghé tham khảo giao lưu một cây gang vàng nha mình nha. Cây này liền cốt cho mình. Đây, để trải luôn nha. Cây này có mã số là 420, có hòn gốc 55 nha. Hòn đen 55, cao 40 nha. 40 tới đây nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 28 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu là 1 triệu bao ship không chậu nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới thay áo cho nó nữa ok luôn. Cây này về nhà mình xuống hết cái lá này nha. Cái lá đợt này để mình đón cái lọc mới nha. Gang vàng nha mình, tên gọi khác là gang tu hú nha. Anh em chơi bonsai thì đặt cho nó cái tên là gang vàng cho nó mỹ miều nha. Cái phần này thì lũ nhà vườn tác động máy nha. Phần này thì áp nha. Áp lấy chi lên. Rồi mình xem tham khảo luôn. Gang vàng nha mình. Rồi mã số 420 nha. Zalo là 1 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Được duyên ngân ý thì rước em nó về mình sưu tầm luôn. Ủng hộ nhà vườn nha. Rồi em xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong tàn thiên nhiên nha mình nha. Vàng chi xương cây cực kỳ già luôn. Cây này đang lên cái lọc mới nha. Cây cực kỳ sung luôn. Cây này hàng phôi sống khỏe nha. Cây này có mã số là 421. Có cái hòn này em đo là 15 nha. Cây cao là tính từ cái mặt chậu này mà lên tới đỉnh này tầm 40. Và cái chiều rộng của tán nha, tính từ điểm này mà xuống dưới kia tầm 60 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 27 nha mình. Cây bầu rất rinh luôn nha. Rồi cây này thì em giao lưu là 850 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Thì nếu mà được duyên giao lưu nhà mình thì em sẽ cố gắng giữ cái bộ vàng chi xương này nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất là già nha. Vàng xương này rất là già. Rất là già cây. Lọc non đang lên này, quá sung luôn nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 421 nha. Giao lưu là 850 em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này tầm trung. Cây này hàng phôi sống khỏe nha mình nha. Cây này có lũ thép nha mình. Lũ thép nha. Cái tay bay ra nè. Cây cũng được vừa dây định hình rồi. Cây này có mã số là 422. Có hòn gốc là 40 nha. Cây cao tầm 21 tới đỉnh này nha. Và cái chiều rộng của cái form này cũng tầm 80 nha. Form rộng nha, tính từ điểm này qua bên đây. Em ước lượng vậy nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 30. Rồi cây này thì em giao lưu là 850 em bao ship nha. Cả chậu nhựa luôn. Giờ mình xem tham khảo nha. Này, cẩm thị nha mình. Cây rất là duyên luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình. Cây rất là già nha. Nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 422 nha. Giao lưu là 850 em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu nha mình nha. Hải châu lá nhỏ nha mình. Cây này một cốt nha. Lên tới đây thẳng lắc này. Rất là duyên luôn. Cây cực kỳ sung luôn nha. Cây này có mã số là 423. Có cái hòn này em đo 17 nha. Hòn 17. Cây cao tầm 40 nha. Cao 40 tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 30. Rồi cây này thì em giao lưu là 950 em bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây hải châu nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới dăm nó nha. Cây này cốt hồn dưới đây cũng rất là to nha. Đây, cốt rất là to luôn. Nó đang lắp ở dưới nữa nha. Đây, nhà mình xem tham khảo luôn. Hải châu lá nhỏ nha nhà mình. Rồi mã số 423 nha. Giao lưu là 950 em bao ship cả chậu luôn nha. Nhà mình về sưu tầm luôn. Được duyên thì ủng hộ em Út luôn nha. Rồi em xin qua cây này luôn nha.
Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây trắc nghệ nha mình nha. Cây này siêu lũ luôn, lũ là lũ thép nguyên rinh nha, lũ quách âm thân luôn nha. Đế rất là đẹp luôn, rất là lực cây nha. Cây cũng được vô dây định hình cho nó đó. Cây này có mã số là 424 nha. Có cái hòn nệm đo là 48, cây cao là 70, tính từ mặt chậu lên tới cái đỉnh lũ nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 35. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,8 triệu nha, em bao ship cả chậu luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này đặc biệt là lũ nghiêng rinh nha, không tác động máy móc nha mình. Không có tác động máy nha. Cây thì nó đang bung lọc nha mình. Vô dây nước một, bung lọc rất là khỏe luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới cho nó thay áo là ok luôn nha. Cây này xây dựng form sẵn rồi. Rồi mã số 424 nha. Em giao lưu là 1,8 triệu em bao ship cho cây trắc nghệ này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sang sản xương cá nha mình nha. Cây này có cái form tàn xương rinh nha. Tàn xương rất là già luôn. Cây này có mã số là 425. Có cái hòn gốc là 32 nha. Cây cao là 42, tính từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 25 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu là 850, em bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây sang sản xương cá nha. Cây này giống dĩ thì nó đã thành phẩm thiên nhiên rồi. Về nhà mình chỉ việc lên chậu cắt tỉa sơ sơ định hình cho nó thôi. Dàn chân rễ nơm luôn nha. Dàn chân nơm luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ngân ý thì rước cầm nó về mình sưu tầm luôn. Ủng hộ nhà vườn luôn nha. Trước tiên thì mình cứ xem tham khảo vui vẻ. Nếu được duyên cây nào thì ủng hộ nhà vườn nha. Rồi mã số 425 nha. Giao lưu là 850 bao ship nha. Không chậu nha mình. Chậu này nuôi thì nó cũng đã bị vỡ rồi. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này tầm trung nha. Cây này rất là già luôn. Lũa này. Lũa thép nha. Cây này phôi sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 426 nha. Đo hòn cái cổ ở dưới nha. Đây là 21, cao 40 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh là 750 em bao ship nha. Cả chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Một cây cẩm thị nha mình, cây rất là già luôn nha. Này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Ở trên này nó có một cái hốc lũ nha. Này, cây rất là duyên nha mình, cây bầu rất rinh luôn nha. Cây này nó sống khỏe rồi. Về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới thêm chất trồng cho nó nữa là ok thôi. Còn nhà mình muốn an toàn cứ để như thế này mình nuôi một thời gian nữa mình ép chậu sâu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 426 nha. Em giao lưu là 750 em bao ship đi nhà mình. Cây rất là duyên luôn nha. Rồi em xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này form tàn thiên nhiên. Dàn chi xương cực kỳ già luôn nha mình. Cây này nó đang lên cái lọc mới này. Rất là sung luôn nha. Cổ tay chi này. Cây này có mã số là 427 nha. Có cái hòn cổ ở dưới đây em đo là 28 nha. Cây cao tính từ mặt chậu mình lên tới đỉnh tầm 80. Còn form tàn rộng nha. Tính từ điểm đó xuống đây tầm 90 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh luôn nha. Là 1,5 triệu em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Một cây cẩm thị form tàn thiên nhiên. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới cho nó là ok thôi. Để em quay cận cảnh cái dàn chi xương này. Này, cổ tay chi này. Rất là côn luôn nha. Rất là già. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này cực kỳ duyên nha mình nha. Cẩm thị nha mình. Ở đây có cái cò này. Cái cò này rất là quái luôn. Rồi mã số 427 nha. Em xin giao lưu là 1,5 triệu nha. Em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha.
Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị quái nha mình nha. Cây này cực kỳ già luôn, già nút cây luôn nha. Cây này nó đang đâm lọc sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 428 nha. Em đo cái hình của lớn là 20 nha. Cây cao, tính từ cái mặt chậu mình lên tới đỉnh tầm 54 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 45 nhân 26 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,5 triệu nha. Em bao ship nha mình. Cây này rất là quái nha. Mình xem tham khảo luôn. Đây. Chì rụa đang đi nè. Rất là khỏe luôn nha. Cây này về nhà mình lên chậu thêm chất trồng cho nó là ok. Cây này nó có cái chân rễ ở đây. Nó trải ra đây rất là quái luôn nha. Bầu đất riêng. Cây này nếu mà nhà mình muốn cho nó an toàn về nhà mình chứ để như thế này mình nuôi một thời gian nữa mình ép chậu sâu nha. Cho nó an toàn cây. Cây chi đi rất là khỏe luôn, nhà mình an tâm luôn nha. Rồi mã số 428, em giao lưu là 1,5 triệu nha, em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ngân ý thì trước em nó ủng hộ em Út luôn nha. Về mình sưu tầm luôn, cây cực kỳ già nút luôn nha. Này, rất là già. Dòng cẩm này là ở Khánh Tường, Ninh Thuận nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình. Cây này form tàn thiên nhiên nha, tàn rinh. Cây này một cốt lên 3 thân nha mình. Cây này phôi sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 429 nha. Có cái hòn cổ em đo là 21 nha. Cây cao là 47. Tán rộng là 100 nha. Đang nằm cái chỗ nhựa nuôi lọt lòng là 35. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu em bao ship nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Đây. Cây này về nhà mình lên chậu thêm chất trồng cho nó là ok luôn. Đây. Vàng chi xương rất là già nha nhà mình. Rất là già cây. Cây này giống dĩ nó đã thiên nhiên như thế này rồi. Về nhà mình chỉ việc lên chậu và chơi thôi. Mình rút ngắn giai đoạn nha. Đây. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này có bộ vàng chi xương cực kỳ già luôn nha mình. Form tàn đẹp nha. Rồi mình tham khảo luôn. Rồi mã số 429. Em giao lưu là 1,7 triệu nha. Em bao ship cả chậu nha mình. Nếu được chuyên ý thì rước ủng hộ em Út luôn nha. Rồi mình sưu tầm luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form tàn thiên nhiên nha mình nha. Cây này... cái vàng chi xương cực kỳ già luôn nha mình. Đen kịnh luôn nha. Cây này phôi sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 430 nha. Có cái hòn hòn gốc đo là 17, cao là 35, tán rộng 70. Đang nằm cái bộ ươm 30 nha. Rồi cây này thì em giao lưu là 550 nha. Em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này nó có một cái tay bay ra này, nó rớt xuống cực kỳ duyên luôn nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng cho nó nữa là ok luôn. Cây cực kỳ già luôn nha mình. Cây này hàng sống khỏe nhưng mình an tâm luôn nha. Đây. Mình tham khảo luôn. Một cây cẩm thị full rinh nha. Full tàn xương rinh. Cây cực kỳ già, rất là khéo luôn nha mình. Mình tham khảo luôn. Nếu được duyên ý thì ủng hộ em Út rước về mình sưu tầm luôn nha. Rồi mã số 430 nha. Giao lưu là 550 em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha.